Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Levi. Hôm nay server Việt Nam cũng chả có sự kiện gì đặc biệt, mình lại làm tí du học. Đấy, rất nhiều bạn nó kêu qua test nằm đấm sóng thần đi. Đấy, sáng nay chạy chục chuyến Grab. Đấy, về đủ tiền nạp thẻ rồi gọi là vào trong game để gọi là test cho anh em. Đấy, bên này đang có cái là nạp 5 lít. Đấy, thì được một đống đồ. Đấy, bên này cái sự kiện này nó cũng ra lâu rồi. Nó chất tội review cho anh em rồi. Được bộ đồ sóng xanh, sóng thần, sóng xanh gì đấy. Đấy, bộ đồ cái gì nữ ca tính. Đấy. Đấy, mặc trông được. Đấy, bộ này mặc được. Nói chung là nạp đến 2000kc thì là sẽ nhận được cả avatar đôi cánh và hình nền đôi cánh. Hai cái đồ đã từng free ở server Việt Nam. Bên này tính giá 2000, dùng được 30 ngày. Đấy, bộ này trông được không anh em? Đấy, nữ cá tính trông đẹp xinh phết, đùa không? Đấy, thế là tôi thích mấy cái bộ đồ kiểu đời sống như này. Đấy, bộ đời sống này mặc trong em nhìn trông nhẹ nhàng, giá nó cũng nhẹ nhàng. Đấy, chứ còn ví dụ mấy cái bộ đồ mà kiểu chiến binh, chiến biếc hiệu ứng tóe tóe loe nhiều khi trời rối mắt. Ok, bên này hôm nay nó ra chúng ta đó là nắm đấm sóng thần. Đấy, nó chơi tưởng là dịch là nắm đấm thủy thần nhưng mà ra dịch là nắm đấm sóng thần. Đấy, nó sóng thần nhưng mà trông nó không thần lắm anh ạ. Trông nó như kiểu bong bóng, nó bọt bọt bay ở tay thôi. Và tiếng nó cũng không phải hay lắm. Đấy, thích chơi cũng thích thôi. Đấy, ok, nhưng mà bởi vì mình là người làm sao ạ? Review làm sao ạ? Và mình là người review có tâm. Đấy, khi mà mình review có tâm thì mình vẫn là review chi tiết cho anh em xem. Đấy, review chuẩn nhá. Đấy, review gọi là tin chuẩn. Đấy, tin chuẩn. Đấy, review tin chuẩn. Đấy, anh em thấy được không ạ? Và gọi là quá ổn luôn, gọi là quá thơm đội bàn cơm luôn. Đấy, tươi chưa. Đấy, tươi chưa? Ui xôi, chúc mừng ra quả lựu băng long, quả lựu rất cùi. Đấy, quả lựu rất cùi cho đội bán gì đấy. Ok. Mãi chưa dài anh em ạ. Nói chung vòng quay này nó khoảng hơn 1000kc. À không. Hơn đấy. Vòng quay này nó phải tầm mình đang có 2000 mấy nhỉ? Mình có 2400. Thì vòng quay này nó phải tầm 1800kc, không phải ít đâu. Đấy, mốc cuối là 800, 700 cộng với 400 là 1100, cộng 1300 rồi. Đấy, cái này đắt đấy, bà này đắt đấy, bây mình có 2000 mấy, 2000 gì đấy, bây giờ mình còn có 700 này. Đấy, 1500, 1600kc cái vòng quay này nha anh em nhé. Không tính chính xác lắm mà cỡ đấy. Nói chung là năm đấm thì bây giờ năm đấm nhiều quá. Đấy, năm đấm giờ nhiều quá, thêm một năm đấm mới này tôi thấy nó cũng chả có gì đặc biệt. Đấy, thật sự như thế. Thế năm đấm mới này nó cũng rất là chả có gì đặc biệt, nhưng mà thôi mình cứ lấy test cho anh em biết là sao. Thì mình có thể năm đấm này dán Việt Nam sẽ chôn đâu đấy khoảng chôn cái nằm đấm này khoảng nửa năm, một năm nữa mới ra. Đấy, chôn Việt Nam đấy, chôn nó gọi là chôn cực kỳ lâu luôn. Thế nên là có sớm mà test cho anh em xem, anh em biết để có nên xuống tiền hay không. Đấy, ví dụ nó ra anh em biết là có nên xuống tiền hay không. Tất nhiên là đến ngày đấy tôi vẫn sẽ test lại server Việt Nam, nhưng mà thực ra mấy server Việt Nam hay cho vòng quay tổ ấm tổ yên, cái vòng quay quay mút chỉ và bỉ không ra. Đấy, rất là khó chịu. Đây, nằm đấm thấn sòng. Đấy, sóng thần này trông nó như kiểu là hai cái miếng bọt biển nó ốp vào tay ấy. Thì cái này chắc là mặc với bộ đồ bơi, hoặc là anh em là mệnh thủy thích chơi. Đấy, anh em là mệnh thủy thích chơi, tôi bình thường. Tiếng nằm đấm anh em khá hay. À, úi xa. Và em thấy để tôi sang tôi đấm thằng địch. Đấy, chứng tỏ sức mạnh của cái gì gọi, và chứng tỏ sức mạnh của cái nó gọi là nằm đấm thấn sòng. À, hai thằng đứng co cụm đây, chúng mày chết rồi, chúng mày tới công chuyện rồi. Và tới công chuyện rồi, và mày làm sao? Bường nhỉ, hay bường anh em ạ. Và ôi thì mình mất một cháu rồi, thì mình mất một cháu rồi, chống đỡ cái gì đây. Đấy, được gọi đấy, đấm nó chơi, đấm. Ui không được rồi, nó bắn hay quá, nó lách, nó gọi là lách lát léo ghê quá anh em ạ. Và quá lát léo luôn. Thôi rồi, bạn thích lát léo tôi chiều bạn lát léo luôn. Bạn thích lát léo đúng không? Bạn thích lát léo tôi chiều bạn luôn. Đấy, bạn thích lát léo tôi sẽ cho bạn biết nào là kéo tâm vút đầu nhá. Kỹ thuật kéo tâm vút đầu này, và một ném này. Đấy, hai ném này, kéo tâm vuốt đầu này, thích vuốt được ngay gì đâu.
riêng trò này nói với anh em với tôi nhá, vuốt này là trò trẻ con. Đấy, riêng vuốt cái khẩu đe sơ đinh gờ này, vuốt phát đầu tiên thì không được, nhưng vuốt phát thứ hai thì là xác suất nó phải khoảng tầm 30%. Đấy, vuốt đến phát thứ ba xác suất phải tầm 80%. Đấy, bắn nó khá căng luôn. Sao thằng đồng đội mình ấy thích chơi kẻ phản diện à? Anh đồng đội anh thích làm kẻ phản diện, kẻ phiển dạn à? Hay sao mà anh ấy ném em? À, anh ấy thích làm kẻ phản diện rồi. Và ui đâu, tháo ra đây. Ui nó sợ tôi anh ạ. Và nó biết là có gọi là ui đây rồi, một thằng streamer gà nhất Việt Nam. Ôi nó sợ mình, mức nó phải AFK kìa, đùa. Ok, đang định đấm để lấy cái thông báo hạ gục của năm đấm xem nó có gì hay không. Thì ông đồng đội lại nhanh tay nhanh mắt lại thịt nó rồi. Đấy, đang định test cái gọi là hiệu ứng của năm đấm, ông đồng đội nhanh tay nhanh mắt lại phịch nó phát rồi. Đấy, chưa kịp làm gì thì thực ra cái năm đấm này đấm vào người nó cũng chả có tác dụng gì cả. Đấy, nó đấm ấy trông rất là bình thường, như cô Hường ngồi cổng trường bán nước đường với đêm nào ngủ trên giường thôi. Đấy, để tôi đấm người chơi đấm chả có gì. Đấy, bó tay chưa kịp đấm nó, đồng đội mình đã xử lý nó mất rồi. Bực thật sự đó. Ok con dê này. À, pha đẩy lên đến vị trí Origa Khịa, streamer gà nhất Việt Nam. Đấy, ông đồng đội mình cứ nói thì hello bro. Đấy, hello bro. Hỏi hello bro, bro gì với cậu? Và ok. Đây, tôi sẽ thực hiện đấm nó xem cái hiệu ứng hiện ra là gì. Không hiệu ứng gì anh em ạ. Thế mà thì có hiệu ứng thông báo. À, cái này nó chỉ có thông báo thôi. Và nó sẽ hình nằm đấm màu vàng. Đấy, không có gì đặc biệt cả. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến một số thông tin. OB44 thì đây sẽ là thẻ Buya của tháng 5. Thì đây là thẻ Buya phong cách trò chơi điện tử. Đấy, lại là cái máy arcade, xong rồi lại có đeo kính VR nhưng mà đẹp hơn so với thẻ 16 hơi rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái ván lướt, một cái ba lô, một pixel, một cái quả bom à, hình pixel, một khẩu VSK 24 mới ra cũng skin luôn. Cộng thêm với hình con ngựa, tôi không biết con ngựa là cái gì. Con ngựa là cái xe hay là cái gì đấy. Nó có cái con ngựa thì không biết là con ngựa sẽ là cái gì. Đấy, hay là con ngựa là hòm xác, hay là con ngựa nó sẽ là cái gì, hay là hành động là cái gì chưa biết. Đấy, đại khái nó sẽ có con ngựa, có hai bộ đồ trông khá cá tính. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó là cái thẻ Buya của tháng 6. Thì sẽ có một sát thủ đầu mưng mủ. Đấy, và cầm hai tay hai súng mà sau lưng một con nhân vật nữa. Đấy, rồi thì cái này thì sẽ có unlock ra ván chưa này, Tom Person này, UM tường keo này. Đấy, khá xịn so con bò. Đấy, khá xịn đến từ cái thẻ Buya của tháng 6. Ok. Thì đây cái phần mà mình giới thiệu cho anh em cả Buya tháng 5 và cả Buya tháng 6 rồi nhá. Nói chung cái bộ này trông nó hơi giống bộ kỵ sĩ bóng đêm đợt trước. Đấy, trông giống phết đấy đúng không? Anh em thấy công nhận trông giống không? Lại bảo không giống đi, giống vẫy trưởng. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu video đầu tiên đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình like, subscribe để đẹp trai, được xinh gái nha. Không giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.